Bây giờ là mình quay clip lần thứ hai, sau khi mình sửa là có hơi trục trặc, sau khi thì chạy gặp đi dân rồi tắt rồi chạy hai bóng đèn này là đang hiển thị, bóng đèn ở đây là hiển thị motor sạc, motor đang đứng vắt và ở đây là motor sạc. Nó mình thường thường gặp của thằng Sán vô nên nó phải kéo xả liên tục, motor chạy rồi ngắt chạy ngắt, thì quả thân mình đã sửa chữa lại. Mấy bạn nếu mà sửa bó, mấy bạn kiểm tra cái dây này, và cái đường hồi tiếp của motor là dây vàng, mình đang rồi dây vàng đây.